Thưa quý vị, tiếp tục hành trình từ thiện nhằm báo ân Phật tại tỉnh Hà Giang, nhóm những người phụng sự do Thầy Thích Giác Tính làm trưởng đoàn cùng Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên, Pháp danh Phúc Nguyên, Phó Ban Từ thiện Xã hội Trung ương, Phó Ban Kinh tế Tài chính Trung ương và hơn 50 Phật tử đã trở về vùng núi đá Đồng Văn biên giới, trao những phần quà đầy tình yêu thương cho bà con dân tộc thiểu số. Tiếp tục hành trình từ thiện nhằm báo ân Phật tại tỉnh Hà Giang, nhóm những người phụng sự do Thầy Thích Giác Tính làm trưởng đoàn cùng Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên, Pháp danh Phúc Nguyên, Phó Ban Từ thiện Xã hội Trung ương, Phó Ban Kinh tế Tài chính Trung ương và hơn 50 Phật tử đã trở về vùng núi đá Đồng Văn biên giới, trao những phần quà đầy tình yêu thương cho bà con dân tộc thiểu số. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Hố Quáng Phìn thuộc xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đoàn đã chuẩn bị hơn 300 phần quà gồm mì, gạo, bánh kẹo cho các em thiếu nhi và các nhu yếu phẩm khác, mỗi phần tương đương 500.000 đồng, tổng giá trị hơn 150 triệu đồng. Đặc biệt có 7 tấn quần áo, áo ấm, khăn mền, các loại do bà con đất thủ đô quyên góp gửi đến nơi đây. Được biết bà con nơi đây đa số là dân tộc Mông, chủ yếu làm nông, nương rẫy với 90% là có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, Thầy Thích Giác Tính và Phật tử Phúc Nguyên cùng Tăng Ni tỉnh Hà Giang cũng gửi lời chúc đến bà con. Mong rằng những món quà nhỏ từ những người con vùng xuôi chia sẻ đến sẽ giúp bà con vơi đi sự vất vả trong cuộc sống. Những nụ cười và niềm vui của bà con dân tộc Mông nơi đây là động lực vô cùng lớn cho đoàn có nhiều chuyến đi ý nghĩa hơn nữa tại vùng đất địa đầu Tổ quốc. Chương trình đã khép lại, từng đoàn xe cũng xuôi về đồng bằng, nhưng những nghĩa cử cao đẹp của người con Phật vẫn còn đó tại vùng đất cao nguyên đá Đồng Văn này.